Trễ con mít xịu à. Để đi con làm chưa? Thẳng đi, để vô. Vô không để thông nó dễ dụ. Trời nắng hôm qua trời nắng con tính lấy lục bình đẩy lên luôn á. Thấy quá nắng mà con gà vô trong thì không nóng vô tới trong. Trời nào lạnh thì phóng lên nha. Thấy trời này con thấy lạnh quá. Thiệt à? Đúng là lạnh dữ vậy trời. Ý ở trên mà hiu 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 hiu. Làm chứ, làm bậy đi, đi nó sát rồi. Kiệt đó, làm. Cái sóng ngoài cái này có sóng luôn nữa chứ. Có sóng nha. Này có sóng trắng ngoài luôn đó. Dạ. Đó, cái bào đó tía. Đâu? Phải không? Đâu phải. Đó. Bào đó hay gì đó. Chứ không phải bào kia đâu. Bào này nè. Phải con. Kìa. Thấy vàng vàng kìa. Tía nói nãy vào đó bao vậy? Hình như nó hay gì đó. Là hỏi tao mà hỏi gì đâu. Gì muốn thì đó. Để nhét đâu à. Nó hay gì đó, bao này hồi nãy nè. Con này bao mút, dụng mút vàng gì không mà té. Đó 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 đó. Thì mình lấy một mét dụng mà. Phải không? Chét nó vô. Phải không? Chám vô lỗ luôn. Chám mấy cái lỗ đó phải không? Dạ. Về tôi Đồng Tháp xin chào cả nhà nha. Hôm nay đó bắt đầu mình đi ngày thứ hai cả nhà ơi. Hôm nay mình đi săn cá ngát với ông Tía ngày thứ hai cả nhà. Đi cái tiếng nẻ bánh chè đó cả nhà, chè Vinh xuống bánh chè luôn nha. Rồi mời cả nhà theo dõi nha cả nhà. Sao thế? Dạ có. Dạ. Dục quá, hàng quá trời hàng là điểm hả? Dục hả? Không có quá rồi. Hàng xích ở chán hả vậy? Ôi ôi. Con đầu tiên cả nhà ơi. Bự tí ơi. Đất đất. Đất. Gửi tí lên đây. Không nói hả? Không nói lại đây. Lại đây em kéo lên. Bự. Hả? Trọng. Bự không? Được. Nè, được, được. Con cầm cá vậy. Không quá chặt. Bự. Tía đi neo nó hết vậy? Ừ. Rồi con đầu tiên cả nhà ơi. Cái hàng trên đó gì mà không có hả? Dạ. Rồi con đầu tiên cả nhà. Chạy oxy luôn hết vậy tía? Khỏi, khỏi. Khỏi hả? Cả nhà ơi. Con này chắc 2 ký mấy à, 2 ký mấy à. Ờ con này. Dạ. 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 Nước xiết quá đi neo không cả nhà ơi. Diện nước xiết quá. Nó xoáy vòng 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 vòng. Vậy là vậy đó con khỏi xả thêm ấy gì cho nghe dây neo á.
đi neo không cả nhà ơi, quá trời nó chảy nè. Dạ. Quá chảy thì tí rồi. Dạ. Chỗ này cá bự bự không nè. Chỗ này lúc trước là toàn cá bự bự không nè cả nhà. Con nào lấy thứ già không nè. Cái đợt đầu hình như nhớ đi chỗ này là cái tập thứ 3 hay gì mình nhớ là như cái con cá đó hình như là 5,7 kg hay gì đây nè. Ngay chỗ cái cây gừa nè. Cá 5,7 kg. Nhớ vậy không biết tập mấy nữa không biết nữa. Tại quá trời nhiều đó mình cũng quên nữa. Là con cá đây là 5,7 kg mà không biết tập mấy à. Như mình nhớ đó là tập 3 đó. Chảy dịnh không nổi luôn á. Ở dưới đây toàn là ba cái gạch không nè. Nè, sơm không xuống. Trông cho có cá nhiều nhiều cả nhà ơi. Quá trời đi tốn kém chi phí mình á. Đi là tiền xăng không là 700 ngàn. Rồi ăn uống đồ chưa tính nữa. Ná đồ nè, có mình dưới tía đi không à. Sáng đi lượm được cái cây cầm xe với cộng dây cáp ở trên mui đó cả nhà thấy không. Đi đó 2 tiếng còn tính đi khoảng tuần lễ về, mà nếu mà có đi khoảng tuần lễ, còn không có thì thôi dòng. Mà để coi, hôm qua cũng có lấy, rồi hôm nay thì sáng giờ mới được có một con à. Cũng mong có cá nhiều nhiều cho cả nhà xem, cho cả nhà ủng hộ kênh mình nghe cả nhà. Cá giờ thì cũng ít quá, chứ bán đồ cũng khó quá trời khó rồi. Giá không có như lúc trước nữa. Giá lúc trước 200, giờ còn 180, 170, cá bự thì cũng có chỗ còn được 200. Mà ít ăn hơn lúc trước. Lúc trước mình có nhiều là căng hết nhiều, còn giờ đó thì thua. Thường thường bán về 180, 190 là nhiều. Quá trời nước nó chảy nó xấy rồi cả nhà để ý nè. Còn sống hôm nay thì sống dữ thiệt, sống trắng hết trơn, sống rồi đó rồi, trắng nhấp hết trơn. Ở ngoài đó đó ngay cái nhà để ý đi. Đó ngay chỗ đó, đó còn lên tim quá trời đó. Hàng này không có hàng ấp thì gì tới đặt con cây vợt với cái cây sắt không à. Chắc không có hàng ấp. Chảy, trôi luôn. Hết hồn, mình buông ra là trôi liền luôn á. Chảy. Ôi ơi nó nặng á. Nước chảy mà ngoài đó rồi. Sóng trắng ngoài đó kìa. Cái nhà thấy cơ kìa, sống ngoài rồi, hết hồn rồi. Lớp gió, gần lớp nước chảy, gần lớp về sóng rồi. Để chờ tí coi hút chưa cái con cá này được không nè cái nhà. Chinh phục cá này có được không đây. Tí vô cả nhà, tí vô, trông cho có cá cả coi. Có không đây, có hay giờ, có hay giờ cả nhà ơi. Cái phao giật, có hay giờ phải không ta. Hàng chi cái phao mới giật kìa.
tía đổ lên con đi, con chịu lại được quá trễ chảy rồi. À đây, giật cho phức phức cơ kìa. Chảy gì đâu mà hết biết chảy luôn mà. To à. To à. Tía đổ, đổ một con đi. Đó, đó, cũng muốn kìa. Con này cũng cỡ con nãy chứ không ít đâu. Nhỏ hơn nữa. Chảy gì đâu mà hái hồn chảy chứ. Rồi, con thứ hai. Chạy đi điểm khác luôn hả chị ta? Chạy chổng không? Rồi, con thứ hai cả nhà ơi. Bây giờ chạy đi điểm khác nữa. Rồi. Ngay chỗ cái góc còn cái này đi toàn nước sấy không à. Nè, ngay chỗ này đỡ đỡ còn ngoài kia kìa. Tía mấy hàng này có không có hàng ấp thì gì tía lấy có cái vợt một là gọi luôn đó. Rồi giờ lấy cây sắt thôi nha. Sáng giờ mới được có hai con à. Trong có nhiều nhiều cả nhà ơi. Ở trong này đổ ra này ngay dàm. Cá này ngay dàm. Lúc trước bắt mấy con cũng đầy cũng còn hai ký mấy à. Bắt không được mấy con. Thường thường mấy con cá này nó ở chỗ nào là nó ở chỗ đó hoài luôn vậy đó. Bắt rồi thì lâu lâu cái nào bắt lại cũng có nữa. Cái phao. Chị nào cả nhà thấy yêu cầu nó giật cái là lụm con liền đó. Giật là lụm liền. Vô hả vậy giờ cả nhà ơi. Cá vô rồi. Để anh giật tía lên. Cá vô hả vậy tía ơi. Giật tạc tạc mà. Xíu hả? Đâu rồi? Trời ơi. Vậy mà cũng giật dữ thằng. Tạc 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 tạc. Cả kilo á. Còn đổ vô. Còn thẳng ra. Đâu có biết ở dưới mà tía nổi lên chỗ nào đâu. Thấy hơi cái tim vậy nhiều khi tía nổi lên chỗ khác cái bắt đầu lấy mình đưa không kịp cái bơi lại cái đầu nước nó chảy xuống nó khó lắm. Chứ không phải dễ nghe cả nhà. Rồi giờ đó là cái hàng này hai vợt nha. Vì tía lấy cái sắt xong đó. Mời cả nhà theo dõi nha. Để coi tía hút cái hàng cá này coi được không nghe cả nhà. Cũng mong cho có sáng giờ đi được bà con cả nhà. Bữa nay cá không lớn cho lắm. Cá hôm qua bự bự, cá hôm nay không lớn. Vợt này giờ mới vợt nữa nè. Vợt này nè. Mà không biết phải không ha. Tía thăm không biết nữa. Tía đụng hay gì? Này tía thăm chứ cá chưa vô. Mà trúng quá là cá cả nhà thấy một con mà 5-6 kg 4-5 kg nha. 2-3 con là thấy ngon lành. 2-3 con là thấy ngon à. Có vợ con. Dạ.
nhỏ hơn đây. Ô cũng được mà té. Cũng được hả? Cái gôi gôi cũng được. Rồi, được rồi. Dạ. Rồi, con thứ tư cả nhà ơi. Dạ. Rồi, được 4 con. Cá hôm nay cũng vừa rồi chứ không có bự mà cá cũng được. Con ký, con nhỏ cũng ký ký á, con này ký mấy nè, mấy con kia 2-3 ký á. Đi mấy cái chuyến này tại ông Thế, ông Thế ở dưới mình luôn đó, cho nên nó là không có anh Phi đi theo, thường thường đó là có anh Phi đi theo nữa. Cả nhà ơi, Thế chập vợt vô miệng hang cả nhà, giờ lấy sắt cái đó nha. Hang này lúc trước bắt con cá cũng bự lắm nè, hang chỗ này nè. Máy đó mạnh rồi, đập banh ba lúc vĩnh chừng rồi. Hết sức rồi. Quá trời gió. Không mình đưa sắt lên không biết. Đi có 2-3 ngày mới đen.
cá này cô bổ lì rồi cả nhà ơi, thọt không ra luôn nè. Dữ kìa, diện tế quần dữ thằng à, lên xỉn chưa à? Nổi bởi cái gì lên nữa ta? Nói bởi cái gì cái nè? Vừa quằn dữ rồi cả nhà, có không quằn dữ rồi. Gió này giờ cũng không biết là có cá vô hay không, giật thì giật đó mình đâu có biết được ha. Giật nước cái sóng đánh vậy đó mình đâu có nhìn được. Vô hết vậy cả nhà ơi, vô hết vậy, vô hết vậy mới nghe cái giật kìa, vô hết vậy, đâu rồi, đi vô hết vậy, mình thấy giật rõ ràng nghe cái Phật mà. Đâu ta, cá vô phải không ta? Thấy giật tưởng té đụng luôn mà, con thấy giật nghe cái thật tưởng té đụng luôn mà. Cá vô cả nhà, ơi cuộn dây vậy đó, cuộn dây vậy trước mặt thế kìa, nhỏ.
ai biết đó. Chỗ nào ngon? Chỗ nào ngon thì đi. Nghỉ luôn hết rồi. Sao hồi chạy tàu luôn hết vậy?